Xin chào bạn, chào mừng các bạn quay lại kênh BBT khám phá sở thích của Beta thành Sóc Trăng các bạn nhé. Bây giờ là 7 giờ rưỡi các bạn, 7 giờ rưỡi sáng chủ nhật. Hôm nay thì Thanh sẽ quay cho một cái anh trai xem cái lô cá sĩ để anh lấy về anh bán cho khách VIP của anh. Thì hôm qua thì Thanh có lên một cái lô trợ giá để tri ân khách hàng đó các bạn. Đây các bạn nhìn thấy không, những em cá nó rất là sung các bạn. Cái lô đó thì Thanh lấy 5 bé trong cái lứa cá này, Thanh trợ giá cho chúng ta chơi nhằm tri ân khách hàng cũng như là đã luôn đồng hành với Beta Thanh Sóc Trăng trong suốt thời gian qua đó. Thì cụ thể là 8 năm các bạn, cụ thể là 8 năm, nó cũng không phải là ngắn cũng không phải là dài, nhưng mà đủ 8 năm đã đủ khẳng định một cái niềm tin của anh em đặt đến Beta Thanh Sóc Trăng. Chính vì đó thì Thanh lên trợ giá 190k trên một bé cá trống, form cực đẹp các bạn nha. 5 em hôm qua form cực đẹp, và trong 5 phút thôi các bạn, trong 5 phút thôi 5 em cá đó đã được khách chốt hết luôn các bạn. Và một số anh em đến sau thì hỏi thà anh ơi còn không thì cá không còn nữa các bạn nha. 5 em đó thì đã chốt hết rồi, và cái lô đó không còn cái lô quay tương đồng các bạn nha. Và hôm qua thì có một cái anh khách ảnh hỏi Thanh ơi còn như vậy không, cá dạng như vậy không, thì Thanh nó còn rất là nhiều. Và các bạn nhìn thấy đây những em cá Metallic, Multi, Galaxy, thẳng hàng đều tăm tắp, bộ đuôi Startier, em nào như em lấy các bạn. Thì hôm nay Thanh sẽ bắt đầu quay tượng trưng một số em cho anh khách hàng của Thanh. Đối với anh em mà sĩ mua đi bán lại dạng cá form này đó thì rất là tốt các bạn, bị ở đây Thanh nó form rồi. Những em cá này Thanh nói trước, nó mới có 3 tháng mấy thôi, chưa đủ 4 tháng, nó chớm lên mà 80-90%. Chúng ta về chúng ta trải nghiệm, chúng ta nuôi thì chúng ta mới phát hiện được sự phát triển của nó qua thời gian, lúc đó thì nó mới hay. Còn chúng ta đem một con cá già full màu đậm màu đi về thì chúng ta nuôi chỉ là nuôi con cá đó các bạn nha, không có sự trải nghiệm. Thì ở đây Thanh luôn chia sẻ cho tất cả các bạn, kể cả các bạn đem về các bạn ép cũng vậy, con cá mà tơ chúng ta ép nó sẽ tốt hơn những em cá già chúng ta đi ép. Bởi vì em cá tơ thì nó đẻ ra trống máy nó hầu như nó ngang bằng nhau, 50-50, có khi thì 64-73. Còn những em cá già các bạn lấy các bạn ép đi, nó ra máy nhiều hơn trống. Và đối với trại cá thì không thích điều đó, và đối với các bạn chơi cũng vậy, không thích điều đó. Bởi vì cá máy chủ yếu là để đẻ thôi, chúng ta đâu có cần nhiều đâu, chứ ta chỉ cần cá trống nhiều để chúng ta ép, chúng ta chia sẻ và chúng ta kinh doanh các bạn nha. Quá chi là đẹp các bạn, đây nè, đây các bạn, chiếc màn nhỏ các bạn, đây là một bé cá mà sáng nay Thanh quay cho khách hàng sĩ đây các bạn. Thanh cũng không thích việc mà mua hình vẽ bóng đâu, thành ra là khách sĩ thì Thanh cũng phải quay mặt cá cho khách xem. Cái giá trị của người ta bỏ ra tiền thì mình phải bỏ ra công sức để mình quay, mình chia sẻ để người ta hài lòng. Và tất cả các anh em mua qua kênh YouTube BBT khám phá sở thích, ủng hộ Beta Thành Sóc Trăng thì chủ yếu là đặt niềm tin tại trại cá Beta Thành Sóc Trăng, và Thành Sóc Trăng cũng phải làm sao để xứng đáng được cái niềm tin mà anh em đặt vô. Thì đây em cá, các bạn nhìn thấy em cá cực kỳ chất lượng chưa? Nemo, Multi, Metallic, tông vàng các bạn nha, tông vàng. Em cá này phát triển toàn diện thì nó lên tông đỏ, vàng, xanh, đen, trắng. Multi rất là đẹp, màu sắc rất đốt sáng, gực em cá các bạn nha. Các bạn nhìn thấy Galaxy từ đầu đến chót đuôi nó đều tăm tắp thôi các bạn. Cái lô này thì em nào như em lấy các bạn nha. Thành quay thì quay cho anh khách xem mặt cá thôi, chứ về cơ bản là cá chất lượng như nhau. 5 em cá ngày hôm qua đó các bạn, trong 5 phút đầu tiên đã khách đã chốt hết rồi, rất là nhanh các bạn nha, bởi vì cái giá nó rất là tốt mà. Các bạn thích thì anh bóc cho Thanh nha, còn cái lô này chắc là Thanh quay gửi cho khách cho nó nhanh các bạn nha. Tiếp theo đây là một bé cá thứ hai mà Thanh muốn chia sẻ đến cho tất cả các bạn. Đây là một cái lô mà Thanh quay cho khách sĩ các bạn nha. Hôm nay là cuối tuần, Thanh cho con Thanh đi lên Cần Thơ tiêm ngừa, và sáng sớm nay thì Thanh cũng cố gắng để quay. Thì thằng anh hôm thứ bảy thì Thanh có hứa anh khách này, anh điện vào tối thứ bảy, và Thanh có hứa sáng nay thì Thanh sẽ tranh thủ quay để gửi cho anh xem cái mặt cá như thế nào để tiến hành mình chốt đơn. Anh chốt số lượng, anh chuyển khoản thì em lên đơn em gửi cho mình.
Thì đây là những cái em cá trong cái lứa này thành form để phục vụ cho tất cả các bạn trong thời gian tới, nó rất là tơ các bạn. 3 tháng lẻ, cụ thể là còn 7 ngày nữa mới là 4 tháng. Và màu sắc Galaxy, Metallic, bộ Star, bộ form, bộ màu thì về cơ bản rất là nét. Các bạn nhìn thấy đây là một em cá cực kỳ đẹp các bạn nha. Đầu tròn mình thắt, đuôi ta tia. Tiếp theo đây là em cá Nemo Multi Lửa đây các bạn. Một màu đỏ rất là đẹp, tươi. Màu Nemo cam vàng, bộ Star, bộ form, bộ Galaxy khỏi phải bàn rồi các bạn. Như Thanh đã chia sẻ đầu clip thì cái lô này Thanh quay cho khách sĩ. Và hôm nay là chủ nhật mà Thanh cũng có hẹn đi tiêm ngừa cho bé. Thành ra là Thanh từ em này thì Thanh không thuyết minh để quay một số hình ảnh cho tất cả bạn xem thôi. Nếu như tất cả bạn xem mà thấy hay, vui lòng đăng ký kênh, like và subscribe kênh để đón chờ những clip mới nhất mà Thanh chia sẻ đến cho mình các bạn nha. Và nhân tiện như nếu anh em nào mua cá sỉ số lượng về bỏ keo form và bán thì các bạn cứ liên hệ Thanh các bạn nha.